Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Phải đưa tất cả những kẻ liên quan thổi giá kit Việt Á ra ánh sáng. Đề nghị truy tố vụ cựu giám đốc Bộ Công an chống buôn lậu lại đi buôn lậu. Hai lần thoái vốn tại TAE, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thất thoát 4,6 tỷ đồng. Được giải cứu khỏi casino, hàng chục lao động Việt vẫn kẹt lại ở Campuchia. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị đón xem. Phải đưa tất cả những kẻ liên quan thổi giá kit Việt Á ra ánh sáng. Quý vị thân mến, hơn một năm mà doanh thu 4.000 tỷ đồng ở 62 tỉnh thành, nhưng chỉ riêng công ty Việt Á thì không thể bòn rút tiền của người bệnh COVID-19 như thế. Phải có người đằng sau họ, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa vụ án Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỷ đồng, tạm giữ số tiền 4,8 tỷ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp. Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Công an đang tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến vụ án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm ngăn chặn và loại bỏ biến thể Việt Á trong tương lai. Tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, công ty đã cung ứng kit xét nghiệm COVID cho các CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Theo thông tin đăng tải trên báo Chính phủ Điện tử, thực hiện quyết định số 489 ngày 2 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, ngày 3 tháng 3 năm 2020, Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 đề án cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019-nCoV đã họp đề nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho hai bộ sinh phẩm Real-Time PCR chẩn đoán SARS-CoV-2. Đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế đã có quyết định số 5071 cấp phép lưu hành 5 năm đối với bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 chủng loại của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Cũng tại quyết định trên, Bộ Y tế cấp phép lưu hành cho sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 chủng loại OnStep RT-PCR COVID-19 kit Thái Dương Multiplex 3 Target Genet version 1.1 của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Đáng lưu ý, trước đó, ngày 26 tháng 4 năm 2020, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải bài viết Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Trong đó nêu rõ, ngày 24 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. WHO đã đánh giá bộ kit theo quy trình danh sách khẩn cấp và cấp mã số EUL05242100. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ,
Thông tin công bố đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu cho bộ kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã bị gỡ bỏ. Trao đổi với phóng viên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Túy, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên chia sẻ quan điểm. Có thể nhận định, cách làm của nhóm người này vô cùng lắt léo, thủ đoạn. Nếu số tiền chi hoa hồng cho các đối tác đúng như lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt đã được người phát ngôn Bộ Công an trao đổi với báo chí, thì dư luận đặt ra nhiều hoài nghi. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong số này có tiền hối lộ. Muốn thực hiện hành vi này thì có thể gửi tiền vào giá, nâng giá cao lên, chứ giá bình thường thì lấy đâu ra tiền mà lại quả. Tất cả đều cấu thành và người tiêu dùng phải chịu. Nhưng người tiêu dùng của Việt Á là người tiêu dùng đặc biệt, là người có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 và người đã nhiễm bệnh. Đồng tiền làm cho nhóm người này tối mắt. Chỉ một ông giám đốc CDC một tỉnh khi đại dịch chưa qua mà đã kiếm trác gần 30 tỷ đồng từ một doanh nghiệp Việt Á. Gần 30 tỷ đồng gấp bao nhiêu lần lương công nhân 5 triệu đồng trên một tháng đang thất nghiệp vì dịch bệnh phải tháo chạy về quê tránh dịch. Bà Lê Thị Túy cho rằng dư luận xã hội có quyền đặt câu hỏi làm sao chỉ trong một thời gian ngắn mà công ty này có thể cung cấp cho rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước giữa dịch bệnh COVID-19 và doanh thu đến 4.000 tỷ đồng với một doanh nghiệp mà người dân ít biết đến tên tuổi, uy tín thương hiệu. Liệu rằng có những con mối chúa đứng đằng sau chống lưng? Việc này, cơ quan chức năng cần phải làm rõ. Cũng vấn đề này, trao đổi với phóng viên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại tá nhà văn Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu quan điểm. Ngành chức năng tỉnh Bình Phước sẽ lập hội đồng ghi nhận việc giám đốc CDC Bình Phước nộp lại quà của công ty Việt Á, khôi hài hết chỗ nói. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đồng bào bị COVID-19 chết chóc tang thương, mà nhận quà của Việt Á bán kit test thì nói trắng ra là nhận lại quà. Nếu giám đốc Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương, Nghệ An không bị bắt giam, điều tra thì giám đốc CDC Bình Phước có báo cáo trả lại quà không? Trả quà sao không trả ngay mà đến khi giám đốc CDC nhiều nơi bị điều mới trả. Thế mới biết lúc ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên án 10 năm tù vì vụ thổi giá nâng khống giá hệ thống máy Real-Time PCR tự động xét nghiệm COVID-19 thì có 2 giáo sư và hơn 30 giám đốc CDC các tỉnh thành xin tòa xử trắng án hoặc giảm án cho ông Cảm CDC Hà Nội là không có gì lạ. Bài học trước mắt là vậy mà họ thấy tiền vẫn tối mắt lại. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đồng bào bị dịch COVID-19 cải quét, cả xã hội và nhân dân còn nhiều khó khăn mà họ lại thông đồng thổi giá, móc túi, chia chác tiền bạc trên lưng đồng bào. Có rất nhiều câu hỏi dư luận vẫn còn băn khoăn. Chỉ hơn một năm mà họ doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng ở 62 tỉnh thành. Kinh doanh thế nào để được như thế? Ông Sơn đặt câu hỏi. Ông Sơn cho rằng, trong lúc dịch COVID-19 bời bời, người dân bệnh tật lo lắng, hãi hùng, tính mạng gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ một ông giám đốc CDC Hải Dương, chỉ một vụ kít mà đã nhận lại quả gần 30 tỷ đồng khiến xã hội phẫn nộ. Từ năm ngoái đến nay, có nhiều quan chức y tế, nhiều giám đốc thiết bị y tế bị bắt, bị vào tù vì ăn chặn, thổi giá, tham nhũng liên quan đến bệnh nhân, đến COVID-19. Mà sao họ vẫn không sợ? Tiền bạc đã làm họ mất đi liêm sỉ. Tôi cho rằng, dù đau đớn thế nào thì cũng phải đưa ra ánh sáng tất cả những kẻ liên quan đến vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.